thích làm gì anh Khải? Ông nhớ cái bữa nào mình lấy cái này mình ra lay cái gì không? Lấy gì? Đây cái nhớ đợt nó mình lấy mình ra mình ra lay cái gì á? Anh thấy nó dơ không? Thấy. Nè. Ừ. Thấy nó dơ đen thui không? Ừ. Mà anh tính làm gì á? Thì rửa để lay đồ cho con tôi ăn chứ làm gì hỏi chuyện nó cười trời. Trời đất ơi. Anh ẩu á. Cái này ông mới không biết dặn như hồi đó giờ ông đâu có cho con ăn đâu mà ông biết. Anh ẩu, tại sao anh không mua cái mới đi? Nó cũng rây gì mới thẳng đồ rây rồi gì có đâu thì nó xúc ra thì kệ nó mình rây cái chỗ này nè. Mới bực cha mẹ. Hả? Mà hay xài rây cái này nè. Mà tiếc tiền cho con. Là cái sai lầm á. Cái này bao nhiêu ta? Anh Khải. Mười mấy ngàn. Mười mấy ngàn. Tiếc mười mấy ngàn. Đi bệnh viện hết mấy chục triệu. Ủa cái này ăn nó độc hả? Chứ chẳng lẽ cái rây này nó có đồ tiết đồ độc ra hả? Người ta vẫn rây đồ cháo rồi nhỉ, cho nhuyễn cho con. Đúng ăn rồi. Để bình thường cái đâu. Nếu nó còn nguyên như thế này á thì bình thường. Mà khi đã bung ra chứng tỏ là nó mục, nó mới bung. Nó không bám vào trong đây. Dạ như anh cứ rửa nước thường xuyên á, anh biết là trong nước mình á, nó cũng có nước mưa, nước đồ gì trong đó. Lâu ngày anh rửa ba đồ sắt thì F1 phải mục rồi. Đúng không? Này... Nó mục thì ép buộc ở trong đây là động nước. Vì trong đây nó dạng cuốn, anh rửa nó động nước trong đây nè. Nó sẽ mục. À. Rồi sao? Mục. Nó đã mục thì anh nên bỏ. Đừng có tiếc. Mười mấy ngàn anh đi bệnh viện hết mấy chục. Anh nên chọn cái nào? Đây là một cái cảnh báo cho anh luôn á. Ủa tự nhiên mười mấy ngàn đổi mấy chục ngàn, mấy chục triệu. Bây giờ nha, em nói anh không hiểu ha. À. Bây giờ nha. Cái này Nó là sắt. Mà nước của mình á là nước mưa, nước đồ gì đó, nó sét mà đúng không? Thì nói chung mình đồ ăn cũng mặn lạt rồi, nó làm ra nó lâu ngày nó sẽ mục rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi, nó mục. Cái này của anh này nó rớt ra rồi nè, chứng tỏ nó mục, nó không bám được trong đây. Trong đây nó tích nước nó mục. Khi nó mục, anh ray á thì chắc cú là ba cái này nó vô tình nó rớt xuống này nè. Nó rớt xuống. Đó, nó mục ra rồi nè. Đó, miếng này mục ra rồi nè. Đó. Có đó. Nhiều cái mất đôi nè. Là mọi người thấy không, đây là đâu rồi? Đây là cho mọi người thấy nè, đây nè. Đó, mất đây nè. Đó, cái này á anh đâu có biết đâu. Thì vì anh ray là xong rồi, anh đâu còn lược cái nào nữa đâu, đúng không? Ray là giai đoạn cuối cùng để cho nấu cho con ăn rồi mà. Thì nó nhuyễn rồi. Đúng rồi. Mà vô tình á mấy cái mục này nè nó rớt xuống cháo của con anh ăn. Rồi con anh nuốt vô trong bao tử. Rồi anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Bao tử nó có tiêu được. Nó đâm lủng bao tử luôn á anh Khải. Phải đi bệnh viện mổ lấy ra. Gấp ra. Mà đi bệnh viện hết bao nhiêu? Em không biết. Chứ anh mỗi lần anh bước lên bệnh viện, anh nhập viện cái là anh mất mấy chục triệu rồi đó. Bây giờ có bảo hiểm đâu, với lại trẻ em bây giờ nó đâu có tốn tiền đâu. Rồi nhưng mà tội con mình, da dẻ của anh bình thường đấy, anh không muốn. Tự nhiên mổ bụng anh ra thì chắc cú sức đề kháng anh nó yếu đi chứ. Đúng không? Thì đúng rồi. Đó, đây là một cái nguy hiểm của bậc cha mẹ. Đây là một sự thật, rất nhiều trường hợp gặp rồi. Đó là cái ray nè, là cái thường xuyên mọi người mua về mục đích là ray cho con mình thôi. Mà khi mà mọi người ray á, nó mục. Mục là nguyên nhân là do đâu? Là do mọi người rửa, nó ẩm, rồi nó dính nước trong đây lâu ngày nó mục. Nó mục thì anh ray nó rớt xuống dưới đây. Con của anh ăn vô. Thì hên cái này là nó dài, nhiều cái nó mỏng như thế này nè, ngắn như thế này nè, ngắn ngủn như thế này nè. Đâu để được đâu. Lâm đụng liền, bóp câu bóp lâm đụng liền chứ. Nó màu trắng, nó hòa vào trong cháo, làm sao anh biết được? Này người lớn nó cũng chết chứ đừng. Đúng rồi, anh ăn vô. Rồi con anh ăn vô, rồi con anh dính vô trong người. Rồi anh phải đi mổ. Ở mặc dù kêu là đi mổ không biết miễn phí, nhưng mà người cơ thể mình như vậy rồi, anh đã mổ ra thì phải yếu rồi chứ, đúng không? Đó là lời cảnh báo. Cái này bị hư, đừng tiếc tiền, bỏ. Mua cái mới, đừng có tiếc. Đó là thật. Anh tiếc mười mấy ngàn, nhưng mà anh tốn mấy chục triệu. Vậy ông cho tôi mượn mười mấy ngàn để mua mới đi. Anh tí em cho mượn cho. Riêng con nít là không nên tiếc. Dục đúng không? Hư là dục. Tôi dục. Đó ok, đây là một lời cảnh báo. Mọi người nếu có ray bị hư, dục. Đừng có nên tiếc. Tiếc là ăn vô trong bụng chết á. Tại vì cái đó nó hay mục lắm mọi người. Ok nha. Mọi người nhớ đăng ký bật chuông và chia sẻ rộng rãi cho nhiều mẹ đang gặp trường hợp này. Có nhiều cũng biết nha.